Xin chào anh chị em đã quay lại với kênh Mitsubishi Hồ Chí Minh của mình. Thì như anh chị em được biết thì hiện tại dịch bệnh cũng đang rất là căng thẳng và đang trở nên phức tạp hơn, nên là việc đi lại tới showroom để xem xe nó cũng bị hạn chế. Hôm nay Toàn muốn làm một video vừa giới thiệu cho anh chị em về chương trình giá bán cũng như là các ưu đãi của dòng xe Mitsubishi. Thì hôm nay nhân dịp đầu tháng 7, dòng Mitsubishi Việt Nam đang có một chương trình ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ cho tất cả các mẫu xe. Thì bên cạnh mình là mẫu Atay 2021 cũng đang được hỗ trợ mức thuế trước bạ là 50%. Thì cùng mình tìm hiểu và theo dõi video để biết được hiện tại đang được hỗ trợ từng phiên bản là bao nhiêu và giá lăn bánh cũng như là số tiền cần trả trước cho từng phiên bản. Anh chị em hãy nhớ đăng ký, like video và ủng hộ kênh của mình. Anh chị em cùng theo dõi video nhé. Đầu tiên thì đứng bên cạnh mình là mẫu Atay số sàn có giá niêm yết là 375 triệu. Thì hiện tại với mẫu Atay số sàn này thì chương trình tháng 7 đang được hỗ trợ thuế trước bạ là 19 triệu đi kèm với một máy lọc không khí. Hiện tại giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 421 triệu, ở tỉnh là 402 triệu. Số tiền khách hàng đưa trước với khách hàng ở tỉnh là 104 triệu và khách hàng ở Hồ Chí Minh là 123 triệu. Số tiền khách hàng trả tháng đầu tiên là 5 triệu 300 ngàn đồng. Đó là về mẫu Atay số sàn 2021. Tiếp đến là mẫu Atay CVT có giá niêm yết là 460 triệu. Thì hiện tại với mẫu xe này đang được hỗ trợ thuế trước bạ cho tháng 7 này là 23 triệu đi kèm với một máy lọc không khí. Hiện tại giá lăn bánh thời điểm hiện tại của mẫu Atay CVT này ở thành phố Hồ Chí Minh là 509 triệu. Với khách hàng ở tỉnh là 490 triệu. Nếu mà khách hàng nào có nhu cầu mua trả góp thì số tiền với khách hàng ở tỉnh cần trả trước là 130 triệu. Khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh là 149 triệu. Tháng đầu tiên mình sẽ góp là 6 triệu 800 ngàn đồng. Đó là chi tiết về mẫu Atay CVT. Cuối cùng là phiên bản Atay Premium, phiên bản được nâng cấp từ phiên bản CVT. Thì phiên bản này có trang bị thêm hệ thống cân bằng điện tử, đèn pha tự động và gạt mưa tự động. Hiện tại mức giá niêm yết của phiên bản này là 485 triệu. Với chương trình tháng 7 hỗ trợ thuế trước bạ thì phiên bản này được hỗ trợ là 24 triệu đi kèm với đó là một máy lọc không khí. Hiện tại giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 536 triệu. Với khách hàng ở tỉnh là 517 triệu. Nếu mà khách hàng có nhu cầu mua trả góp thì với phiên bản này khách hàng ở tỉnh chỉ cần đưa trước là 133 triệu. Với khách hàng ở Hồ Chí Minh cần đưa trước là 152 triệu. Số tiền anh chị góp tháng đầu tiên sẽ rơi vào tầm 7 triệu. Đó là tất cả những chi tiết về 3 phiên bản em muốn giới thiệu đến anh chị em, cũng như là chương trình và giá bán của từng phiên bản. Anh chị em nào đang có nhu cầu cũng như là đang muốn tham khảo trực tiếp mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0907 05 1539. Hiện tại với tất cả các mẫu xe Mitsubishi thì từ xe kinh doanh cho đến xe gia đình thì bên em đều hỗ trợ anh chị với mức vay tối đa là 85%, thời gian vay thì lên tới 7 năm. Đó, hiện tại thì dòng xe của bên em thì đủ xe giao ngay, đủ màu và bên em có xử lý cả nợ xấu cũng như là nợ nhóm cho anh chị em. Anh chị em nào cần thêm thông tin chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn cũng như là báo giá chi tiết hơn. Hẹn gặp anh chị em ở video tiếp theo.